Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phe Tổng công thành, hai chiến tướng thủ thành gục ngã, Phe Tổng chiếm kho tiền của kẻ bại trận. Có thể nói ngân hàng SCB là kho tiền của bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan. Được biết đây là ngân hàng thương mại có lãi suất thuộc hàng cao nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Nam. Ông Tổng cho tấn công vào tập đoàn Vạn Thịnh Phát với việc ra tay bắt bớ bốn nhân vật lớn, đó là Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Nguyễn Phương Hồng và Hồ Phương. Tuy nhiên, trước khi có tin bà Trương Mỹ Lan bị bắt chỉ có 3 giờ, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB, tự nhiên bị lăn ra đột tử. Đây là hình ảnh phe ông Tổng công thành chiếm kho tiền. Như vậy là trước khi bà Trương Mỹ Lan thất thủ thì một chiến tướng của bà đã tử chiến. Sau khi bà Trương Mỹ Lan lại thêm cái chết của Nguyễn Phương Hồng là trợ lý của bà Trương Mỹ Lan và là thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng SCB. Như vậy cho đến thời điểm hiện nay có ít nhất hai chiến tướng giữ kho bạc của SBC đã bị tử trận. Được biết vào ngày 15 tháng 10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố quyết định kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Mọi hoạt động của ngân hàng này được thực hiện dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng thương mại nhà nước như Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, v.v. tham gia quản trị điều hành ngân hàng SCB. Như vậy là ngân hàng SCB đã thất thủ, toàn bộ ngân hàng này về tay ông phe Tổng. Kho tiền của Vạn Thịnh Phát đã hoàn toàn rơi vào tay của phe ông Tổng. Từ đây, nguồn tiền mà ngân hàng SCB huy động được rót đi đâu, ngân hàng nhà nước nắm trong lòng bàn tay. Việc chiếm kho tiền của bà Trương Mỹ Lan là một lợi thế. Tuy nhiên, những hồ sơ được khai thác ở đây liệu có còn nguyên hay không, hay là một câu hỏi mà người dân đang đặt ra. Ở vụ án Vạn Thịnh Phát, người ta thấy nổi lên những bàn tay vô hình đi bịt đổ mối và phi tang chứng. Cho nên có ý kiến dự đoán là không hề dễ dàng cho phe ông Tổng có thể phăng ra đổ mối của nguồn tiền đi vay của ngân hàng này. Đây là hình ảnh chiến tướng thứ nhất bị gục ngã. Cuộc họp cử tri mới đây của ông Trọng nói rất mạnh rằng cuộc chiến đấu phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn đang tiếp diễn. Các bác cứ chờ xem. Những vụ trọng tâm, trọng điểm đang làm, những vụ từ cách đây nhiều năm rất ghê gớm, chi phối, ảnh hưởng tiêu cực đến chế độ, uy tín của Đảng đều sẽ được đưa ra ánh sáng. Ai bao che, ai bỏ trốn rồi cũng sẽ bị xử lý. Lời nói rất dứt khoát, nhưng liệu ông Tổng có thực hiện nổi những gì ông nói với trường hợp Vạn Thịnh Phát hay không? Phe của ông Tổng mới ra quân, tuy tấn công ở thành trì Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, nhưng ông cũng đã bắn được 3 mũi tên trúng 3 mục đích. Việc thâu tóm ngân hàng SCB về bề nổi là để giải cứu tình trạng thanh khoản của ngân hàng và khi hàng loạt khách hàng tới rút tiền ồ ạt tại ngân hàng này. Đó là bề nổi nhưng cũng là một mục đích của ngân hàng nhà nước. Họ không muốn có hiệu ứng domino trong hệ thống ngân hàng sụp đổ, ăn theo. Tuy nhiên, mục đích thứ nhì quan trọng hơn đó là tìm cho ra bằng chứng buộc tội Vạn Thịnh Phát thông qua những người tiếp quản ngân hàng này. Đây là hình ảnh chiến tướng thứ nhì gục ngã. Vụ án Vạn Thịnh Phát có nhiều tầng, nhiều lớp, ngoài những mối làm ăn kinh tế hết sức phức tạp, lớp trong là những quan hệ chính trị cũng không kém phức tạp. Bà Trương Mỹ Lan bị bắt xem như ông Tổng lần ra đầu mối làm ăn của bà rất khó khăn. Đấy là chưa nói tới các mối quan hệ với hệ thống chính trị trong và ngoài nước. Ông Tổng đang tấn công một thành trì của Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, cấu tạo thành trì của Vạn Thịnh Phát có nhiều lớp, ông Tổng chỉ công được kho tiền. Còn các thành trì khác nữa ở bên trong Vạn Thịnh Phát, Vạn Thịnh Phát đang đợi ông Tổng công tiếp. Chúng ta hãy cùng chờ xem ông Tổng có làm được gì hơn thế. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tất Thành Cang giờ tan thành nước, bị lột sạch, lột chức, lột mất tự do, giờ bị lột cả tài sản. Ông Tất Thành Cang là nhân vật lớn thứ nhì tại Thành phố Hồ Chí Minh sau ông Đinh La Thăng phải ngồi tù. Tuy ông Tất Thành Cang bị công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt, nhưng vụ án này được sự chỉ đạo từ Trung ương. Có đến 2 năm, ông Tổng Bí thư không làm được gì với Tất Thành Cang sau khi khai trừ ông này ra khỏi Trung ương Đảng.
Tuy nhiên, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chần chừ mãi mới bãi nhiệm vai trò thành ủy viên của ông Tất Thành Cang. Trước đây, đáng lý, Bộ Ăn Đất phải là Bộ Tứ chứ không phải là Bộ Tam như hiện nay. Bộ Tứ đó là Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua và Tất Thành Cang. Trong Bộ Tứ này, Tất Thành Cang là trụ yếu nhất. Ông tổng thấy chưa đủ lực để tấn công vào trụ mạnh Lê Thanh Hải, nên ông tấn công vào trụ yếu nhất Tất Thành Cang để hòng làm đổ ba trụ còn lại. Tuy nhiên, ông tổng dù tấn công mạnh thế nào thì ông vẫn chưa thể làm gì được Lê Thanh Hải. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang tại tòa. Tất Thành Cang là người được Hai Nhật dìu dắt đi lên, và chức vụ cuối cùng của Tất Thành Cang là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, chức mà trước đó ông Nguyễn Văn Đua và Võ Văn Thưởng đã ngồi vào. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng tưởng rằng bắt Lê Tấn Hùng, em ruột của Lê Thanh Hải, là có thể gõ cửa được nhà ông Hai Nhật. Nhưng dù bắt được Lê Tấn Hùng cũng không khai thác được gì, vì có nhiều bí mật ông Lê Thanh Hải không cho em trai ông được biết. Vì em trai ông giữ chức thấp, không được biết những bí mật cao hơn. Thế rồi, ông Tổng lại cho bắt Tất Thành Cang, hòng khai thác ông này và moi ra sai phạm của Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, Tất Thành Cang là tay làm chính trị cáo già, nên không mở lời để dẫn quân của ông Tô Lâm vào nhà Lê Thanh Hải. Thế là Tất Thành Cang bị quần. Ông Tất Thành Cang được nhiều nhà đánh giá nói rằng ông ta là con buôn chính trị rất lão luyện. Ông lại biết dùng tiền để lên chức và dùng chức để lại hái ra tiền. Vì thế mà sự nghiệp chính trị của ông Cang mới lên được chức ghế Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Chức càng lớn thì ông Tất Thành Cang càng giàu. Thời ông Cang làm giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ông đã ký hợp đồng với Đại Quang Minh dự án 12 km đường nội bộ Thủ Thiêm, tổng giá trị lên đến 12.000 tỷ đồng. Nhiều người đánh giá gói thầu này là một miếng bánh cực khủng, nó được chia cho rất nhiều người. Không biết ông Cang đã chi chác như thế nào, nhưng phía Hà Nội vẫn không dám động đến nó. Bởi gói đó phải chia cho ai có thế lực lắm nên Hà Nội mới né đến như vậy. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang đang bị kê biên tài sản. Hiện nay ông Tổng đang mở chiến dịch tấn công Hai Nhật từ ngả Vạn Thịnh Phát. Xem ra ngả này khó chơi vì điều tra đến đâu thì có cách bịt đầu mối đến đấy. Nên hiện nay có vẻ như ông Tổng lại kéo Tất Thành Cang ra quần tiếp, quần cho ông này tan thành nước mới thôi. Vào ngày 14 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và 9 đồng phạm liên quan đến sai phạm chuyển nhượng 32 hectare đất khu dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè và khu dự án dân cư ven sông quận 7 cho công ty Quốc Cường Gia Lai. Tại tòa, hội đồng xét xử đã cho kê biên bất động sản của bị cáo Tất Thành Cang. Đây là hình ảnh ông Tổng đang quần cho Tất Thành Cang ra bã. Như vậy là ông Cang đã dùng quyền lực để kiếm tiền, thì giờ đây quyền lực đã mất, tự do mất và tài sản tham nhũng cũng bị lột. Thường thì các quan chức bị đưa ra tòa, tòa án sẽ căn cứ đủ lý do để giảm án, vì bản chất của tòa án dưới chế độ này là như vậy. Tuy nhiên, với trường hợp Tất Thành Cang thì ông Tổng trọng cho quần ra bã, có lẽ ông Tổng muốn quần cho ông Cang mở miệng về Hai Nhật. Tuy vậy, không ai hiểu Hai Nhật rõ như Tất Thành Cang. Có những thông tin thà im chịu phạt chứ mở miệng để Hai Nhật bị lộ thì có thể là một Phạm Quý Ngọ thứ hai không biết chừng.